Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác một combo cấu hình karaoke cà phê sân vườn với cấu hình vừa phải nhé. Đầu tiên là một chiếc vang số, vang này thì là nhập khẩu chính hãng. Em định làm từ lâu rồi nhưng mà do là có một người đồng nghiệp cùng làm mà cái tính của người đồng nghiệp nó không hợp với tính em lắm. Em để thả cửa xem là ông có làm được không. Cuối cùng là hơn một năm rồi, cái mã này bán rất nhiều trên thị trường nhưng mà chính thức ngày hôm nay bên em mới ra mắt và chính thức ra mắt ZGM Sound GM610. Con này dựa trên nền tảng của dòng CISO, dựa trên nền tảng của dòng CISO. Cái vang này thì hiện tại giá trên thị trường nó vào trên dưới 4 triệu. Nhưng mà đây là hàng demo, tức là hàng hãng gửi, thì là em được toàn quyền quyết định, tức là tháo ra nghịch ngợm rồi là đo test tiếc các kiểu. Em vừa có nghịch đây, nát. Em sẽ mời ca sĩ đến hát thử cho các bác cùng nghe nhé. Thì cấu hình là đang dùng một chiếc vang số ZGM. Con này là hệ vang 7.1, chuyên dùng cho karaoke, cà phê sân vườn, phòng trà. Và nó xử lý những cái hệ thống lớn thì phải gọi là tuyệt đỉnh luôn. Eco Reverb rất là tuyệt. Với cấu hình tiếp theo đó là một chiếc đẩy Sansui SA3680, một chiếc subwoofer TH112XL và hai chiếc loa F28. Đấy các bác nhá. Đấy, tổng cả bộ này thì nó cũng khá là hợp lý thôi. Nó vào trên 20 triệu một tí. Cụ thể như nào thì bây giờ sẽ móc điện thoại ra, em sẽ tính tiền lên cho các bác xem nhá. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tính đến chiếc cục đẩy công suất là 5.2 triệu cộng với một chiếc vang kia mới thì nó trên dưới 4 triệu. Thì em tính tròn nhá, con này là hàng hãng vứt demo nên em có thể hoàn toàn em có thể bán với mức giá cắt lỗ được. Đấy, cắt lỗ được, nhưng mà thôi với hàng demo thì em sẽ tính giá làm thôi, tính luôn theo kiểu giá mới của hãng nhá, trên dưới 4 triệu, tính tròn là tính hợp lý cho các bác là 3.7 triệu nhá, cộng với 3.7 triệu cái vang cộng với chiếc subwoofer này là 3.8 triệu một chiếc. Đấy, cộng với 3.8 triệu cộng với đôi loa F28 này là 5.4 triệu. Đấy, cộng với 5.4 triệu nữa bằng 18.100 triệu các bác nhé. Là nó chưa có mic không dây thì nó loanh quanh đâu đó nó khoảng 2-3 triệu hoặc 5 triệu tùy. Đây là cấu hình này là 2.1 nhá, là bao gồm cả dây loa 8 mét dây loa trái loa phải, 8 mét dây loa súp, mấy dây jack phụ kiện đi theo, dây vang số xuống đẩy. Và em sẽ setup sẵn luôn cấu hình này để các bác chơi karaoke gia đình cà phê dân vườn. Nếu như các bác sử dụng hai chiếc súp để kê hai bên thì các bác cộng thêm là 3.8 triệu nữa, cộng thêm 3.2 triệu nữa nếu như lấy thêm một chiếc súp nữa. Đấy, coi như là quà khuyến mại cho các bác bằng là 21.300 triệu, là combo là hai súp và hai loa F28, một đẩy ba kênh, một vang số và chưa có mic không dây. Nên cấu hình tiêu biểu để các bác cùng xem. Lát thì em sẽ mở ca sĩ đến hát thử cho các bác xem nhé. Thì em chuẩn bị mic ở đây này. Cái mic này là mic huyền thoại nên là không bán đâu nhá. Cái này là em chỉ test thôi, test chiếc mic dây thôi, nhưng nó sẽ đạt được sâu tiếng, chất lượng âm thanh tốt nhất. Đấy, lát nữa em sẽ mời ca sĩ đến và test thử mà các bác cùng xem là các bác thích cấu hình như nào nhá. Đêm tối rồi nhưng vẫn phải cố quay cho các bác xem. Sáng nắng một chiếc xe hoa, cô đơn anh nhớ em hoài, buồn làm chi ai cố vì ai. Đêm lang thang mình anh cô đơn nỗi nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu trách ai. Lào buồn không em, dấu tình lào sầu phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Quá cơn mê, yêu người là như thế đó, thu sầu tôi vẫn cô đơn, giận hờn trách ai vô.
chào kính mời toàn thể quý vị. Chữ đại xá. Ok, cảm ơn giáo sư. Cảm ơn ca sĩ rất nhiều.